Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bắt cóc công dân, mật vụ Việt Nam hành tẩu giang hồ. Hiện tượng bắt cóc người bất đồng chính kiến ở các nước Đông Nam Á không có dấu hiệu giảm, đặc biệt là khi chính quyền các nước độc tài cùng tồn tại cạnh nhau. Alasfai Makkari, biên tập viên tạp chí Asia Global nhận định. Trong bài Hoán đổi tù nhân, vấn nạn bắt cóc nhà hoạt động tại các nước vùng Mekong, ông Mark Carey đã nhấn đến trường hợp của blogger Trương Duy Nhất. Đó là vào tháng 1 năm 2019, nhà báo kiêm blogger nổi tiếng Việt Nam Trương Duy Nhất đã bị bắt và lôi ra khỏi trung tâm mua sắm Futura Park ở ngoại ô Bangkok. Sự biến mất của Trương Duy Nhất diễn ra trong sự im lặng thường thấy của giới chức cả Việt Nam và Thái Lan. Đây là hình ảnh ông Trương Duy Nhất viết đơn xin tị nạn chính trị tại Bangkok vào hồi tháng Giêng năm 2019, một ngày trước khi thông tin ông bị bắt cóc. Bản tin do blogger Bùi Thanh Hiếu đưa ra sớm nhất trên trang mạng xã hội. Và chỉ ít có vẻ như mỗi chính phủ đều hài lòng nhắm mắt làm ngơ trước các hành động tội phạm của các đặc vụ nước ngoài trên đất của họ, biết rằng sẽ đến lượt họ bắt những tiếng nói chỉ trích đang ẩn náu ở nước ngoài phải im lặng. Bài báo của Mark Carey đã nhận xét như vậy. Bài viết được phổ biến trước phiên xử phúc thẩm của ông Trương Duy Nhất vài ngày. Tác giả cũng đề cập đến 11 vụ bắt cóc các nhà hoạt động khác được biết đến từ năm 2016 tới nay ở Thái Lan, Lào, Campuchia, trong đó nhiều người đang tị nạn ở nước láng giềng. Vụ bắt cóc Trương Duy Nhất. Tuy chính quyền Việt Nam luôn bác bỏ việc ông Trương Duy Nhất bị bắt ở Thái Lan, các luật sư bảo chữa cho ông Nhất đã cho đài BBC tại London hay rằng ông Nhất nói ông bị hai cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt ở Bangkok, sau đó họ giao ông cho một nhóm có khả năng là cảnh sát mật vụ của Việt Nam. Giới chức Thái Lan sau đó giao ông Nhất cho giới chức Việt Nam. Sau vài ngày bị dẫn giải, ông Nhất về tới Việt Nam, nơi giới chức địa phương được cho là đã hợp thức hóa vụ việc bằng cách biên một lệnh bắt giữ với ông Nhất. Theo thông tin từ luật sư Đặng Đình Mạnh, người hiện đang hỗ trợ pháp lý cho ông Nhất. Trao đổi với đài BBC tiếng Việt vào hôm 12 tháng 8, hai ngày trước phiên xử phúc thẩm ông Trương Duy Nhất, luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói như sau. Trong phiên tòa sơ thẩm, vấn đề này, tức là ông Nhất bị bắt ở Thái Lan, đã được đặt ra dưới góc cạnh pháp lý. Bởi lẽ thế này, ông Nhất bị bắt sau đó mấy ngày, tôi không nhớ chính xác, giới chức Việt Nam mới hợp thức hóa việc này bằng một văn bản bắt giữ người ngay tại trụ sở cơ quan công an tại một phường ở Hà Nội. Và việc lập biên bản và bắt người như vậy khiến ông Nhất bị mất mấy ngày mà ông bị bắt dẫn giải từ Thái Lan qua Lào về Việt Nam mà không được tính đến. Và chúng tôi đặt ra vấn đề này trên cơ sở để bảo vệ quyền lợi của thân chủ rằng những ngày đó cũng phải được thừa nhận là thời gian ông Nhất bị mất tự do, thì khi ông bị tuyên hình phạt thì có lẽ những ngày đó cũng bị trừ đi. Đây là hình ảnh ông Trương Duy Nhất bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội vào ngày 28 tháng 2. Nhưng chúng ta cần phải biết rằng hồ sơ vụ án là do cơ quan công an lập. Trong suốt thời gian điều tra, họ giới hạn luật sư vào tham gia vụ án. Cho tới khi hồ sơ đã hoàn thành rồi và chuyển qua viện kiểm sát để lập cáo trạng thì luật sư mới được tiếp cận. Tiếp là được tiếp cận nhưng thật ra cũng rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi không thể chứng minh được ông Nhất bị bắt ở Thái Lan. Trong khi đó, điều mà ai cũng hiểu và ai cũng biết. Tại tòa, khi chúng tôi đề cập đến việc này thì tòa nói không có chứng cứ. Nên đây là điểm chúng ta đã biết, chúng ta hiểu, nhưng không chứng cứ và không chứng minh được. Luật sư Mạnh cũng thừa nhận với đài BBC tiếng Việt rằng việc bắt cóc các nhà hoạt động đang xảy ra ở các quốc gia không coi trọng những quy luật quốc tế và chuẩn quốc tế như luật dẫn độ. Ông nói, việc bắt tội phạm vượt biên giới quốc gia, nhiều quốc gia đã có thông lệ và khi họ ký các điều ước thì chúng trở thành luật. Chúng ta vẫn hay nghe dưới khái niệm như luật dẫn độ. Lẽ ra các quốc gia nên hành xử với nhau trên cơ sở đó và dựa trên luật pháp quốc tế, nhưng ở đây họ muốn vượt qua những điều đó. Ông nói thêm, tôi cho rằng điều này hết sức nguy hiểm, áp dụng các hành xử tùy tiện. Điều này đi ngược lại cách hành xử văn minh của loài người trong khi chúng ta đang phải tiến hành xử theo pháp luật trên cơ sở pháp luật. Và mặc dù Việt Nam chưa từng thừa nhận việc này, điều tra của BBC vào năm 2019 cho thấy dấu vết của việc ông Nhất đi nộp đơn xin tị nạn ở cơ quan quay ở Liên Hợp Quốc tại Bangkok và tại một khách sạn nhỏ ngoại ô Thái Lan, nơi ông Nhất dường như đã lưu lại 6 ngày trước khi bị bắt cóc. Và hiện nay vẫn tồn tại vấn nạn bắt cóc nhà hoạt động tại Đông Nam Á. Đây là hình ảnh những người ủng hộ cầm ảnh nhà hoạt động bị bắt cóc Wachilem trước cổng Đại sứ quán Campuchia tại Thái Lan vào tháng 8 năm 2020. Trở lại với bài viết trên tờ Asia Global, tác giả cho rằng việc bắt cóc các nhà hoạt động tại các nước Đông Nam Á
chủ yếu là do sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhân vật quyền lực, hợp tác quân sự và các chính phủ độc tài cùng tồn tại cạnh nhau. Bài viết liệt kê một loạt danh sách các nhà hoạt động bị bắt mới đây tại các nước khu vực sông Mekong như Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia. Và gần đây nhất là vụ bắt cóc nhà hoạt động người Thái Lan Wan Chem, người chỉ trích chính phủ Thái Lan của cựu tướng Prayut Ocha. Và kịch bản thì khá giống với nhiều vụ bắt cóc khác từng được mô tả trên báo chí. Wan Chalem đang đi bộ gần nhà ở vùng ngoại ô Phnom Penh, Campuchia vào ngày 4 tháng 6 năm 2020 thì bị đẩy lên một chiếc xe. Khi đó, Wan Chalem đang nói chuyện với chị gái qua điện thoại. Và câu cuối cùng mà chị gái anh nghe được từ em mình là "Tôi không thở được". Thời gian cũng trôi qua, hy vọng tìm thấy Wan Chalem còn sống ngày càng mong manh. Vào năm 2016, Phúc Pen cũng biến mất tại Lào rồi bật âm vô tín cho đến nay. Vào năm 2017, Vuk Phi Hong bị một nhóm nam giới vũ trang nói tiếng Thái bắt cóc bên ngoài nhà riêng tại Viên Chăn, Lào cùng vợ. Vào năm 2019, ba nhà hoạt động Chulep, Siam và Kistan bị chính quyền Việt Nam trao cho chính quyền Thái Lan khi họ đang cố vượt biên giới sang Lào. Họ cũng bật âm vô tín từ đó tới nay và giới chức Thái Lan phủ nhận việc đang giam giữ họ. Và cũng trong năm 2019, Suchai đã cũng bị biến mất. Thi thể nhà hoạt động này hiện vẫn chưa được tìm thấy. Đây là hình ảnh nhà hoạt động người Lào Ot Chevravong đã biến mất tại Bangkok khi đang tị nạn tại đây. Cùng năm, thi thể hai phụ tá thân cận của Chúc Trai là Chatcha và Gaidet được tìm thấy trôi trên sông Mekong, đoạn chảy qua Viên Chăn, đã bị phanh thây và nhồi bằng bê tông. Vào tháng 12 năm 2019, hai người đàn ông đã tấn công Chang Ro, một quan chức của Đảng Cứu Hộ Quốc gia Campuchia đối lập trước đây, bằng một khẩu súng khi ông rời một cửa hàng ở Bangkok. Ông nằm trong số 18 chính trị gia bị Thủ tướng Campuchia Hun Sen dán cho mác phản bội chỉ một năm trước đó. "Tôi là cảnh sát", một người đã nói bằng tiếng Thái trước khi nhanh chóng tiết lộ danh tính thật của mình khi bằng tiếng Khmer rằng ông chủ yêu cầu tôi tìm anh. Những người này đem theo một chiếc xe ô tô tải cách đó không xa. Nếu không phải vì cuộc tấn công vụng về này, Chang Rong sẽ đơn giản được thêm vào danh sách dài và ngày càng tăng các nạn nhân bị bắt cóc tại tiểu vùng Mekong. Vào tháng 8 năm 2020, Ot Chai Vong, một thành viên của mạng lưới tự do cho Lào gồm những người lao động và nhà hoạt động người Lào sống lưu vong ở Thái Lan, thi thoảng vẫn tổ chức các cuộc biểu tình ở Bangkok, đã biến mất ở thủ đô Thái Lan và hiện vẫn chưa rõ tung tích. Và sự hợp tác của các chính phủ đối với các vụ bắt cóc này hầu như không thể chứng minh được, bài báo trên tờ Asia Global đã nhận định. Với việc các nước láng giềng trong khu vực này ngày càng mất an toàn cho những người bất đồng chính kiến, nhiều người hiện đang tìm cách phải trốn chạy xa hơn để đảm bảo an toàn cho họ. Và các nhà hoạt động thì cũng bị bắt cóc tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ca sĩ hát nhạc vàng, blogger Nguyễn Tín đã bị đánh, bắt và thả một cách tàn nhẫn hồi năm 2018. Trước vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất đã có một số vụ việc tương tự xảy ra với các nhà hoạt động ở Việt Nam, khiến một số tổ chức quốc tế phải lên tiếng. Ca sĩ blogger Nguyễn Tín, năm 2018, ca sĩ blogger Nguyễn Tín đã bị đánh, bắt và thả một cách tàn nhẫn, theo lời của anh nói với đài BBC tháng 8 năm 2018. Nguyễn Tín được biết đến với các live stream anh hát nhạc vàng và các bài viết bày tỏ quan điểm về quyền công dân trên trang blogger cá nhân. Và anh đã từng tham gia phản đối luật an ninh mạng và dự luật đặc khu đầu tháng 6 và bị đánh đập, bắt giam 3 ngày. Theo tường thuật của Nguyễn Tín, trong đêm ca nhạc mang tên Sài Gòn kỷ niệm vào đêm 15 tháng 8 do anh tổ chức, an ninh Việt Nam đã ập vào đánh đập khi anh đang biểu diễn, trói quạt tay ra phía sau, chụp túi ni lông đen lên đầu và đưa anh đi. "Họ đánh tôi một tiếng đồng hồ như vậy, rồi đưa ra xe ô tô 7 chỗ, trong khi tay tôi vẫn bị trói. Và xe đi di chuyển quanh thành phố, đến rừng cao su thì dừng lại. Họ mở cửa, đạp tôi xuống một con kênh cạn nước." Nguyễn Tín đã nói anh phải lang thang trong tình trạng thương tích vài cây số dọc đường để tìm người nhờ gọi điện thoại về gia đình vì không còn tiền và giấy tờ trong người. Và bệnh viện sau đó chuẩn đoán Nguyễn Tín bị chấn thương đầu, mũi, mặt, may mắn không bị tổn thương, não. Tổ chức Ân xá Quốc tế sau đó đã yêu cầu chính phủ Việt Nam điều tra ngay cáo buộc công an đánh đập tàn nhẫn ca sĩ Nguyễn Tín và nhiều nhà hoạt động vào ngày 15 tháng 8, trong đó có nhà báo Phạm Đoàn Trang. Một nhân chứng có mặt tại đêm ca nhạc của Nguyễn Tín, xưng tên là Bảo, nói với đài BBC tiếng Việt qua điện thoại từ Sài Gòn rằng thấy nhiều người khác bị đánh đập tàn nhẫn, trong đó có nhà báo bất đồng chính kiến nổi tiếng Phạm Đoan Trang. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang, là tác giả của cuốn sách Chính trị bình dân, cẩm nang nuôi tù, phản kháng phi bạo lực. Theo lời kể,
bà Trang bị công an đạp xuống sàn, mặt mũi chảy máu, sau đó bị công an còng tay đưa lên xe chở đi. Bà Trang sau đó xác nhận trên trang Facebook cá nhân việc này. Bà Trang cho biết công an đánh vào đầu bà đến vỡ mũ bảo hiểm, chảy máu đầu, sau đó họ chở bà đi và thả xuống một đoạn đường vắng. Cũng trong năm 2018, bà Phạm Đoan Trang từng cáo buộc an ninh bắt cóc vào ngày 24 tháng 2 khi bà trở về quê ăn Tết cùng gia đình, sau đó bị thẩm vấn trong suốt 23 giờ về cuốn Chính trị bình dân do bà viết. Tổ chức phóng viên không biên giới sau đó đã lên án chính quyền Việt Nam về vụ này. Còn luật sư Nguyễn Văn Đài từng cho BBC tiếng Việt biết do ông dấn thân vào con đường đấu tranh dân chủ, ông từng bị an ninh Việt Nam bắt cóc, đánh đập, thẩm vấn, sau đó thả xuống một bãi biển hoang vắng vào một đêm giá lạnh. Còn luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng những vụ bắt cóc các nhà hoạt động thường xuyên xảy ra tại Việt Nam và rằng cộng đồng cần phải biết để cùng lên án hành động này. Ông nói, tôi tin rằng việc bắt giữ người không thông qua những quy chuẩn như hiệp định dẫn độ mà bắt tùy tiện như một hành vi bắt cóc như vậy lẽ ra không nên có và không nên khuyến khích để thực hiện. Và trước tiên phải nhìn nhận đây là cách hành xử cấp chính quyền và không phù hợp với chuẩn mực luật pháp quốc tế. Tôi tin rằng luật pháp quốc tế phải có những chế tài nhất định, qua đó mới có thể chấm dứt được tình trạng bắt cóc người tùy tiện như đã xảy ra. Và chúng tôi chưa hình dung hết khả năng mà quốc tế có thể áp dụng đối với các quốc gia có các hoạt động bắt cóc như vậy. Nhưng tôi không loại trừ các trừng phạt trong các ký kết về thương mại, như việc ký kết các hiệp định thương mại vừa qua đều có đặt ra các điều kiện cho Việt Nam cam kết nhiều vấn đề như sửa đổi luật pháp hay vấn đề về nhân quyền. Về vấn đề bắt cóc, các nhà hoạt động được thông tin rộng rãi để mọi người hiểu biết và lên án, từ đó giúp cho chính quyền nhìn nhận lại, đánh giá lại các hành vi như vậy không nên thực hiện nữa. Các bạn và vừa xem dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020 với bản tin Bắt cóc công dân, mật vụ Việt Nam hành tẩu giang hồ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de